Vâng, trước khi đến với ca khúc mở đầu của chương trình giao lưu ca nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay, thì cũng cho phép em xin gửi tới quý anh chị một lời chúc sức khỏe và chúc cho các anh chị thì sang tháng mới, năm mới thì nhiều show, càng ngày càng dày sâu. Vâng, để mở đầu chương trình giao lưu trưa nay thì em xin gửi tặng một ca khúc được mang tên Hãy Đến Bên Em. Xin mời các anh chị cùng thưởng thức. Hãy subscribe.